Với đặc thù của một đơn vị cấp thoát nước, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng các công trình sẵn có, cũng như không làm phá vỡ kết cấu mặt đường hiện hữu trong quá trình thi công hệ thống cấp thoát nước. Sau một thời gian trăn trở và âm thầm thai nghén ý tưởng, sơ đồ bản vẽ thiết kế chiếc máy khoan ngầm của kỹ sư Trương Ánh Dương, trưởng phòng kỹ thuật kiêm chủ tịch công đoàn công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng đã tạo hiệu quả thiết thực, góp phần giảm thiểu chi phí trong quá trình triển khai thi công các dự án. Trên cơ sở tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình máy khoan ngầm hiện có trên thị trường, cuối năm 2021, kỹ sư Trương Ánh Dương chính thức bắt tay vào việc hiện thực hóa máy khoan ngầm. Sau 2 tháng gia công lắp ráp và hoàn thiện, kỹ sư Trương Ánh Dương đã cho ra đời một chiếc máy khoan ngầm trong mơ phục vụ cho việc thi công đường ống dẫn nước của đơn vị tại một số địa phương trong tỉnh, trong sự vỡ òa của nhiều người. Máy khoan ngầm do kỹ sư Trương Ánh Dương cải tiến sáng chế gồm các bộ phận chủ yếu như motor điện một pha, hệ thống truyền động, hệ thống cấp nước, mũi khoan, khung khoan, vân vân, với tổng trọng lượng khoảng 150 kg. Được biết máy khoan ngầm do kỹ sư Dương sáng chế có giá thành ước tính chỉ khoảng 20 triệu đồng, trong khi đó máy khoan ngầm trên thị trường có giá bán không dưới 100 triệu đồng. Ưu điểm của máy là gọn nhẹ, vận hành đơn giản, thuận tiện, cơ động và phù hợp với nhiều địa hình, nhiều vị trí có kết cấu thổ nhưỡng khác nhau như đất sét, đất thịt, đất sỏi, đất có lợn đá, tiết kiệm nguồn lao động hơn gấp 3 lần so với thi công theo phương pháp thủ công. Đặc biệt là trong quá trình thi công không phá vỡ kết cấu mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt cũng như tính thẩm mỹ tại vị trí thi công. Tiết kiệm chi phí đáng kể so với hợp đồng thuê khoan ngầm hiện nay trên thị trường, dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một mét. Điểm khác với lại những máy trên thị trường, những máy của các đơn vị bạn là nó nhỏ gọn, đáp ứng được cái thi công ở các cái không gian hẹp trên địa bàn, đồng thời cái cơ cấu của máy nó đảm bảo là mình khoan được ở các cái môi trường thổ nhưỡng khác nhau. Còn về chi phí để chế tạo cái máy này thì so với trên thị trường thì nó rẻ hơn rất nhiều và cũng giảm chi phí cho sản xuất, cho thiết kế, thi công. Tại hiện trường thi công đường ống dẫn nước trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa đoạn qua nút giao thông Phan Huy Chú, Nguyễn Công Hoàng, sau khi thực hiện 2 hố đào để đặt máy khoan ngầm ở độ sâu khoảng 1,5 mét, các công nhân kỹ thuật của công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng đã vận hành máy khoan ngầm một cách nhịp nhàng, bài bản và thông suốt. Sau 4 giờ tiến hành thực hiện các thao tác khoan ngầm xuyên đường với cấu tạo địa chất tương đối phức tạp, công việc lắp đặt đường ống dẫn nước tại khu dân cư nơi đây cũng đã hoàn tất trong niềm vui và sự hứng khởi của các công nhân kỹ thuật. Tôi thì cũng vào nghề được khoảng 2 năm rưỡi. Thì trước kia mà chưa có cái hệ thống khoan tự động bằng điện này thì anh em làm thủ công cả, thục bằng tay ạ. Nên nó hơi vất vả và cần nhân lực đông hơn hiện tại. Và cái thời gian nó kéo dài, từ khi mà phòng mỹ thuật thì cải tiến và được cái hệ thống khoan này thì anh em khỏe hơn rất là nhiều, giảm bớt cái số lượng người phải tham gia và cái quá trình làm việc nó cũng nhanh hơn, đỡ tốn sức lực hơn cho anh em, rút ngắn được cái thời gian mà thi công để cấp nước cho người dân. Từ khi có cái dàn khoan thì anh em cũng phấn khởi hơn nhiều. Không chỉ đưa vào ứng dụng và thực tế khi triển khai thi công đường ống dẫn nước trên địa bàn huyện Đức Trọng, mà từ khi ra đời cho đến nay, chiếc máy khoan ngầm tự chế của kỹ sư Trương Ánh Dương còn đáp ứng nhu cầu khi thực hiện một số hợp đồng thi công đường ống dẫn nước tại một số địa phương trong tỉnh. Sáng kiến chỗ đồng chí Trương Ánh Dương chủ yếu là các cái dụng cụ vật tư hiện thực có ở trong công ty để sản xuất ra cái máy đó, và cái máy đó thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng thực tế của công ty, nên là cũng góp phần mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho công ty. Cái hiệu quả anh em vận hành nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không vất vả như một số các cái máy trên thị trường, đảm bảo được cái việc mà tránh ùn tắc giao thông, thứ hai nữa là nó không ảnh hưởng đến kết cấu của mặt đường hiện hữu. Với tôi thì ý nghĩa xã hội này rất là lớn. Trước đây chúng ta thi công thì các công trình chưa đồng bộ với nhau, thì cái việc mà xây trước xây sau á, hiện nay để mà khoan mặt đường, để mà xây dựng các cái công trình cấp thoát nước
cho người dân á, nhất là cấp nước sinh hoạt á, ở trên địa bàn huyện Đức Trọng á, vấn đề vào mùa khô vẫn là vấn đề bức xúc. Nếu như mà chúng ta áp dụng công việc thủ công mà cứ đào phá đường như thế này á, thì phải nói là cái tiến độ nó chậm, nó ảnh hưởng mỹ quan và chi phí rất tốn kém và kéo dài thời gian thi công. Và với cái sáng kiến này thì tôi nghĩ rằng là mang lại rất lợi ích rất nhiều về mặt cho công ty và giá trị thực tiễn để giúp cho công ty cấp thoát nước này trong thời gian sắp tới thì người ta đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường của người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng. Thì nếu mà công trình này để đưa vào ứng dụng rộng rãi trên thị trường thì tôi nghĩ đó là một niềm vinh dự rất lớn, không những của đội ngũ đoàn viên cán bộ công đoàn của chúng tôi Đức Trọng mà của cả tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay trong khi rất nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và ở huyện Đức Trọng nói riêng đã phải đào đường để thi công đường ống cấp thoát nước bằng phương pháp thủ công, làm cản trở giao thông, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tuổi thọ cũng như tính thẩm mỹ của công trình, thì sáng kiến cải tiến chiếc máy khoan ngầm của đảng viên, chủ tịch công đoàn, kỹ sư Trương Ánh Dương là rất thiết thực và hữu ích. Việc cải tiến, sáng chế và đưa vào vận hành máy khoan ngầm như thế này không chỉ tiết kiệm đáng kể cho cơ quan đơn vị khi không phải mua hoặc thuê máy khoan ngầm với chi phí khá cao, mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn và xã hội, góp phần đảm bảo việc cung ứng nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, cũng như cho nhu cầu sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản tại địa phương.